và tôi xin trân trọng giới thiệu với các em hôm nay có các gia tịch giáo viên khóa các tỉnh với sự hợp với hàng chúng ta ngày hôm nay đề nghị các em nhiệt liệt chào mừng. Trước khi vào bài học thì các em thì có sự chân như vậy thì để các em không phải chờ đợi lâu giáo trẻ em câu thứ nhất, số nào dưới đây là hợp số? Rất nhiều bình tay giơ lên. Cô mời bạn A là 28. Để xem kết quả bạn đúng sai nhá. Và tận 28 đúng không nhỉ? Bài xem này tổng này. Nhiều hơn hai ước đúng không nhỉ? Hợp số là số tự nhiên lớn hơn một và có nhiều hơn hai hai ước. Thế vậy thì hai ước thì em chỉ có đó một ước nữa ngoài một vật nữa. À là hai đúng không? Vậy thì em chọn được ước là hai nhỉ? À em dựa vào dấu điểm chia cho hai đúng chưa? Phải đó. Không phải em có. Câu tiếp theo. Với hai dưới đây là số nguyên tố. Không phải em. Chọn đáp án B là đáp án của chúng ta. À, cô giáo xem kết quả của bạn chính xác chưa nhá. Đúng chưa lại lớp? Rất tốt, cô cảm ơn em. Chính xác. Câu tiếp theo. Cô bà. Số nào dưới đây là ước nguyên số? Là số 2. Cho xem kết quả của bạn. Số 2 chứ hết chứ 16 ạ. Chắc là các bạn không thì bạn thì bạn đã nhầm mình không? Là số 16 chia cho 2 nên 2 thuộc vào ước của giấy 6 và 2 là số nguyên tố. Vậy 2 chính là ước nguyên tố của giấy 16. Thì bạn thông tin của nó sẽ trả lời đúng bạn nhé. Đấy, nó giải thích các bạn trả lời đúng chưa? Rồi, câu tiếp theo. Số nguyên tố có mấy ước? Không phải không? Số nguyên tố có hai ước thì sai nhỉ? Tập đi. Rồi. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước không? Là một vật đó. Không nhỉ? Đó. Là một cái câu hỏi và trong cuộc chơi ngày hôm nay. Bây giờ cô giáo sẽ mời bốn bạn là trả lời đúng bốn câu hỏi trên lên đây để cô giáo chào mừng các bạn. Các bạn nhé.
đã học về nhà, tìm hiểu về nhà là số nguyên tố hợp tố đúng không? Hôm nay chúng ta đến đây sẽ hẹn tiết học trực tiếp ngày nay chúng ta sẽ hẹn cũng lại toàn bộ trọng tâm của bài số nguyên tố và hợp tố và các bạn đi bài thôi. Tiết 19. Số nguyên tố. Các bạn bỏ dở các thi bài nào, các bạn không có trật tự, không có trật tự nhé. Trước khi vào bài học ngày hôm nay thì cô giáo sẽ đánh giá quá trình ta tự học ở nhà như sau. Các bạn chú ý lên màn hình, cô giáo đã đưa video bài tập lên thì cô giáo thu được kết quả như sau. 100% các em đã xem video và trả lời các câu hỏi tương tác trong video. Đó, 100% các bạn đã tham gia, đã học và làm các bài tập tương tác trong video. Và cô giáo thống kê bài tập tự luận, cô giáo giao trên hệ thống OLM thì đã thu được kết quả như sau. 87% là các em đã xem, là có 40 trên 46 em là nộp bài xem và nộp bài trực tiếp cho cô giáo trên hệ thống OLM. Còn 6 bạn là các em đã nộp cho cô trực tiếp qua Zalo và cô giáo đã chấm chữa và gửi lại bài cho các bạn. Thì em nhắn tin cho cô là em không nộp được trên hệ thống OLM và em nộp trực tiếp cho cô. Và cô giáo đã chấm bài của các bạn đầy đủ và cô giáo thống kê như sau. Là giỏi là 65% là các bạn là điểm giỏi. Trung bình là 2,17 em và dưới trung bình là 19,57%. Còn lại là khá. Còn phần thống kê bài tập tự luận trên hệ thống OLM thì đây là cô giáo Tuyên Dương, hai bạn Giáp Thị Ngọc Ánh và bạn Lê Sĩ Linh. Hai bạn này làm bài tập trên làm bài tập và phần bài tập tự luận nhà là rất là tốt. Hai bạn đều được đạt điểm 10. Đấy, cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay cho cô. Nhưng bên cạnh đó thì có bạn Hoàng Ngọc Thành là về nhà là do em xem chưa kỹ video và chưa trả lời những câu bài tập tương tác trong đấy. Cho nên là dẫn đến là em chưa hiểu được khái niệm thế nào là nguyên tố và hợp tố. Nhưng ngay chiều hôm qua sau khi cô đã tổng kết kết quả học tập của các em là 18 giờ ngày 15 tháng 10 chiều hôm qua thì cô đã gọi trực tiếp cho bố bạn Thành. Đấy, liên hệ với Thành để bạn Thành học lại kiến thức trong video và làm lại bài tập. Thì đây là kết quả các bạn. Kết quả hôm qua bạn đã làm. Đây, bạn đã gửi bài cho cô và làm lại. Và cô giáo đây cũng chấm trực tiếp kết quả bài của bạn trên hệ thống và kết quả bạn được 8 điểm. Bạn đã tiến bộ hơn rất nhiều, đúng không? Đó, cả lớp cũng cho bạn một tràng vỗ tay về chị lỗ. Và đây là thống kê kết quả bài tập trắc nghiệm của các em trên hệ thống Agota. Thì điểm trung bình của chúng ta là 5,9 và với lớp chọn của chúng ta là cũng là thấp. Là do các em là có 46 học sinh nhưng mà nhiều em đăng ký nhập vào thì đang là anh chị đăng thi bằng nick của anh chị đăng ký dở cho các em đăng nhập vào thì này phát hiện ra đấy là của tên anh chị mình nên các em thoát ra. Thế là đăng thoát ra như thế thì các em sẽ được điểm không. Vì vậy là kéo điểm trung bình của lớp mình xuống phần 5,9. Đấy, có và phổ điểm của chúng ta thì từ điểm 0 đến điểm 10. Điểm nào lớp mình thì có, đúng không? Đó, và câu sai trong phần trắc nghiệm này là tập trung ở những câu sau. Đó là câu 3. Câu sai của em là thường hay sai nhiều, đó là câu 3. Nữa thì chúng ta sẽ chữa lại những câu sai này sau. Và trên đây là danh sách những bạn mà đã trong quá trình học tập đã nỗ lực tích cực học tập và đạt được kết quả cao trong quá trình học tự học ở nhà. Đề nghị chúng ta cả lớp cho các bạn trên bảng một tràng vỗ tay. Chúng ta quá trình các em tự học ở nhà cũng như thông qua hai bài kiểm tra của các em và cũng như là những câu hỏi băn khoăn trăn trở của các em về bài số nguyên tố hợp số mà các em đã nhắn tin riêng cho cô thì hôm nay cô giáo sẽ xây dựng nội dung chính của chúng ta. Hôm nay gồm 3 phần sau. Nội dung chính thứ nhất là cô giáo sẽ hệ thống hóa và chuẩn hóa kiến thức trọng tâm của bài. Nội dung thứ hai là cô giáo sẽ cùng các em luyện tập củng cố để khắc sâu thêm kiến thức. Và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức về số nguyên đã học về số nguyên tố và hợp số để chúng ta làm những bài tập liên quan đến thực tế.
Đó, và chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu từng nội dung một. Nội dung thứ nhất là hệ thống kiến thức trọng tâm. Các bạn ghi trong bài cho cô. Một nhỏ, một lớn, một lớn. Tố nguyên tố. Hợp tố. Một nhỏ. Tố nguyên tố. Mời em. Tố nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn một, chỉ có hai ước là một. Ví dụ bạn nào lấy ra ví dụ về số nguyên tố nào? Không em. Bao nhiêu? 22. Bạn nào? Số 11. Bạn đưa người bạn lấy nhầm đúng không? Số 10 gì? 11. Tại sao em chọn số 11 là số nguyên tố? Không, tôi vẫn chưa hỏi xong. Đúng chưa cả lớp? Đúng rồi. Số 11. Rồi, bạn nào lấy ví dụ thêm số nào không? Không phải em. À, số 17. Em giải thích vì sao số 17 là số nguyên tố. À, một là đó là một đó nhiêu? Số 11 là số các nhà cho cô giáo biết thế nào là học số, bạn đi đâu chứ? À, không phải vừa mà cho cô học số là đến cái kia thì lớn hơn một, làm nó nhiều hơn hai chút. À đúng thế, là ở đó học số là số tự nhiên lớn hơn một và có nhiều hơn hai. Bạn nào lấy cho cô ta ví dụ về hợp số này. Cô mời Đăng ạ. Cô là số 22. À số 22. Đấy. Bạn Đăng lấy luôn số 22 của bạn tiêu rồi, bạn là số nguyên tố. Đúng nhỉ? Đó. Thế vậy số 22 là số vì sao? Dạ, cô là số 22 là hợp số vì nó là tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước. À, thế nó là cô ước là mấy? Cô là nó có ước là và 22 là có cả 2. À là ước là 2. Thế vậy thì dựa vào đâu để em tìm được ước là 2 nhanh nhất? Nhanh nhất. Cô là em dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2. À đúng chưa cả lớp? Đúng rồi. Wow. Số 22 là hợp số. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Tiếp theo, có bạn lấy cho nó ví dụ về số. Đó cũng mấy? À của 24. Sao nhỉ? Có là số. Ước của nó là mấy? À đúng rồi, nhiều hơn hai ước nó sẽ là
hợp số đúng không? Và ta tìm thêm ngước nữa mà khác một và chính nó nữa là ta dựa vào dấu hiệu kia. Hết rồi, cô mời em một cái. Là các hợp số đúng chưa? Thế bây giờ cô đã hỏi các bạn xem là số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố hay hợp số hay không? Không. Cô mời em. Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không phải là số, vì nó không thỏa mãn điều kiện là số nguyên tố hay là số, không thỏa mãn điều kiện nó là phải lớn hơn gì? Được chưa? Được không em? Số 0 và số 1 không là số nguyên tố. Bạn nào cho giáo viết số 2 là chủ đề. Em nói lại, nghe cô vẫn chưa rõ ý của em, lại nói lại. Em nói câu số 2 là số tự nhiên chẵn nhỏ nhất. À, đúng chưa? Số 2 là nguyên tố. Ngoài đặc biệt là số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất ra thì nó còn là số nguyên tố nhất. Chưa? Và vừa rồi là chúng ta đã hệ thống hạt bộ kiến thức trọng tâm của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu trắc nghiệm của chúng ta thường hay sai. Vừa rồi làm sai. Được chưa? Rồi, các bạn chú ý hết ạ. Câu 3. Cho các số sau có bao nhiêu hợp số trong các số trên? Vậy thì quay trở lại câu 2 này. À, là một số em chỉ ra cho cô, ta hỏi câu đó là những câu nào? Câu là số 36, 69, số 75, số 49, số 70. Đúng chưa cả lớp? Rồi, vì sao em biết những số đó là hợp số? Những số đó là những số tự nhiên lớn hơn 1, là có nhiều hơn 2. Đúng không? Đó, đáp án của chúng ta chính là 5 hợp số ở đây, đúng không? Là những số 36, 69, 75, 49 và 70. Vì những số này là những số tự nhiên lớn hơn 1 và ngoại có nhiều hơn 2 ước. Ngoài 2 ước là 1 và chính nó ra thì ta sẽ sử dụng dấu hiệu chia hết để tìm được ước nữa. Để đó là 3 ước và nhiều hơn 2 gì? Còn số 49 này thì chúng ta không sử dụng dấu hiệu chia hết để chúng ta sử dụng gì? Bảng trừ. Đúng không? Đúng không? 49 thì bằng 7, 7 là 49, vậy các bạn đã tìm được ước nữa nhanh nhất đó là chưa? Rồi, chúng ta đã làm biết xong. Vậy các bạn đã hiểu vấn đề chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo. Câu 7. Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị. Từ 10 đến 20 có bao nhiêu cặp nguyên tố sinh đôi? Để là A có hai cặp nguyên tố sinh đôi. Em có thể cho tôi biết đó là số nào nó có nào không? À, 11 và 13. Cặp nào nữa nhỉ? À, 17 và 19. Đúng chưa cả lớp? Đáp án A là đáp án chính xác. Đúng không? Tôi lấy thêm một ví dụ nữa. Hai số 71 và 73 được gọi là hai số nguyên tố sinh đôi. Được chưa? À, hai số nguyên tố hơn kém nhau được. À, tôi chỉ nói hai số nguyên tố sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị. Chưa? Vừa rồi là chúng ta đã đi quyết câu sai của em đã thường làm sai trên hệ thống tăng. Bây giờ chúng ta vào một tiếp theo đó là nguyện. Câu
thành phố sẽ khác sâu hơn kiến thức của bài học ngày hôm nay. Cô giáo có bài tập sao? Có bài tập thứ nhất, một bạn đọc câu giảng đầu bài cho cô nào. Hai bạn bắt đầu xem chuyện, em đọc. Lớp lắng nghe. Bài một. Bé nay có động cơ ra đời vào lớp nào? Bé nay có động cơ ra đời lớp A, B, C, D. Trong đó A là số có kết số nước, B là số lẻ nhỏ nhất, C không phải là số kết số, không phải là số hợp là hợp số và C khác một. D là số nguyên số lẻ nhỏ nhất. Em hãy luyện. À, lập luyện chỉ ra các luật. Lập luyện chỉ ra các số A, B, C, D rồi từ đó tìm ra lắp máy anh có động cơ ra đời. Các bạn đã rơi yêu cầu bài toán chưa? Và bây giờ để giải quyết bài toán này, nhiệm vụ thứ nhất đó là các bạn hoạt động cá nhân, bài tập này trong khoảng 4 phút và các bạn sẽ làm và trình bày ra vở, có chưa? Nhiệm vụ thứ hai, các bạn nghe, nhiệm vụ thứ hai đó là các bạn sẽ như vậy trên xong ba em này và làm ra vở đó, sau đó cô giáo mời một nhóm lên trình bày, có chưa? Và sau đó là cô sẽ chấm mẫu bài của bạn đó, rồi là các nhóm khác chấm chéo, cuối giờ cô giáo sẽ thu lại vở đó để chấm lại. Vì vậy các bạn làm bài và chấm bài hết sức nghiêm túc, được chưa? Ta bắt đầu hoạt động nhóm tập.
Và bây giờ chúng ta chuyển sang nhiệm vụ 2. Đó là hoạt động nhóm. Các bạn lấy bảng nhóm vào bước ra để tất cả lấy lại. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn để bảng nhóm vào bước ra để tất cả lấy lại. Cô giáo yêu cầu nhiệm vụ sau. Đó là chúng ta sẽ hoạt động nhóm trong vòng 5 phút. Sau đó là tôi sẽ mời một nhóm lên báo cáo và chúng ta sẽ chấm chéo ảnh nhau. Thank you.
nhóm 4 chấm bài nhóm 3 nhóm 5
chấm bài của nhóm 6 và nhóm 6 chấm bài của nhóm 1. Các nhóm thực hiện nhiệm vụ giao bài cho mình cho nhóm được chấm. Cô giáo cho 10 phút để các bạn chấm. Đây là chúng các bạn đã tham gia kỳ thi chưa? Rồi tất cả các bạn nhìn đây là khi cô giáo chưa cho yêu cầu chấm hay không được chấm nhá. Các bạn phải nghe nó chấm mẫu nhá. Sau đó các bạn phải chấm bài của bạn. Tất cả các thứ tự. Nào các bạn nhìn đây là bạn sẽ bảo xem chấm bài của nhóm ba. Vì A là số có đúng một nước nên A bằng 1. Vừa nãy các bạn hỏi bạn này tại sao tìm được 1 để chứng tỏ là 1 đúng một nước. Vì 1 nó chia hết cho tí, chỉ hết cho 1, đúng không? Số nào mà chia hết? 1 chia cho 1, vì vậy 1 là ước của 1 và nó chỉ chia hết cho 1, đúng không? Đúng chưa? Vậy bạn được mấy điểm đấy? Tôi nói cho bạn 2 điểm, được chưa? Chỉ có 1 mới có duy nhất một nước. Vì B là hợp số lẻ nhỏ nhất, vì B là số lẻ nhất, nên B bằng 9, đúng chưa nhỉ? À đúng rồi, 2 điểm. À vì C không phải là số nguyên tố, không phải là số, và C khác 1 nên C bằng 0. Và vừa nãy có bạn hỏi bạn và bạn đã giải thích được rồi, đúng không? 2 điểm. Vì D là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên D bằng 3. Chính xác. 2 điểm nữa. Vậy máy bay có động cơ ra đời năm 1903. Đúng rồi. Vậy các bạn được chính xác chưa? Đúng rồi, đúng không? Nhưng ở phần kết luận này bạn ghi thiếu và bạn ghi lên trên này. Đấy là thứ nhất, thứ hai là bạn viết qua tùy tiện. Vì vậy cô giáo sẽ trừ phần này 0,25 điểm. Vậy thì cô giáo sẽ cho phần này thì chúng ta chỉ một được bao nhiêu nhỉ? 1,75 điểm. Vậy bài này của bạn tổng nhóm 3 được mấy điểm đây? À 9,75 đúng không? Bây giờ các nhóm cô giáo cho hai để các bạn chấm bài. Chấm gì? À bắt đầu chấm bài. Yeah.
rồi. Các bạn nhìn lên đây. Nào, nhóm nào chia sẻ 25? Nhóm 4 này, nhóm này. Nhóm 5 hả? Được rồi. Các bạn nhìn đây, được rồi, chúng ta đây là kết quả tạm thời. Còn sau này chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ thu bài nó của các bạn này. Nếu chúng ta không chấm chính xác là chúng ta sẽ thử nghiệm, nghe chưa? Rồi, đây là kết quả của các nhóm. Và hôm nay có nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 10 là đều đạt 10. À, tôi xin lỗi, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 6 này là 10. Cả lớp cho các nhóm và đạt điểm cao. Các bạn sẽ phải đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là phần vận dụng. Ai nhỏ vận dụng? Chúng ta sẽ dùng các kiến thức đã học về nhóm bên phố và vận dụng để chúng ta có thể làm và giải thích các người bạn thực tế. Các bạn chú ý lên bảng cho cô. Bài 2. Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hàng ngày ở quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm một sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau. Đây là lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình và đây là lễ hạ cờ ở quảng trường Ba Đình. Vậy thì bạn nào chúng ta biết cách làm bài này? À, em là nhóm mấy nhỉ? À, nhóm 5 trí liệt rồi. Tất cả những nhóm mà được điểm cao cuối giờ chúng ta sẽ thưởng, được chưa? Cô giáo chuẩn bị quà thưởng cho các bạn rồi. Cuối giờ chúng ta sẽ thưởng cho các bạn. Nào, bạn nào biết? Cô giáo hướng dẫn các bạn một chút nhé. Cô giáo hướng dẫn nào các bạn không thắc mắc về nhóm nữa. Được chưa? Để cái biết cách xếp hàng cho mỗi người như nhau thì chúng ta cần phải tìm được ước của 33. Nhưng các em lưu ý thêm cho cô này, để sắp xếp 3 chiến sĩ thành các hàng có số người như nhau thì số hàng phải là ước lớn hơn 1 của 33. Không thể nào mà xếp một hàng có 33 người được, đúng không? Như vậy ta sẽ đi tìm ước của 33 của như thế nào? Ước của 33 chính là số 3 và số 10. 11. Vậy ta có 33 bằng 3 nhân 11. Thế vậy cách làm? Làm và làm cho biết cách sắp xếp như nào? Làm nào là sắp xếp như vậy? Làm không mời em? Bạn, cách thứ nhất thì bạn là chia thành 3 hạng và mỗi hạng 11 người. Cách thứ hai, anh em. Hạng 11 hạng và mỗi người bạn. Đây là cách làm. Cách sắp xếp thứ nhất là 11 hàng, mỗi hàng 3 người. Và cách thứ hai là 3 hàng, mỗi hàng 11 người. Được chưa? Và vậy là ta sẽ có mấy cách sắp xếp đấy. Và bài này thì sau các em sẽ trình bày vào vở sau, chúng ta sẽ gửi cái này lên Zalo để các bạn trình bày vào vở sau nhé. Bây giờ nào, chúng ta sẽ thử chốt trọng tâm của bài ngày hôm nay. Thứ nhất là số nguyên tố. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 9. Chính nó, được chưa? Còn đây là hợp số. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước. Rồi. Và chú ý số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp hợp số, nhớ nhá. Và số 2 là số nguyên tố trắng duy nhất, là số nguyên tố nhỏ nhất, đúng chưa? Đây là cái trọng tâm của bài học này. Tiếp theo là chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn về nhà bài như sau. Hướng dẫn thứ nhất, các bạn về nhà ghi nội dung kiến cô xin lỗi, ghi nhớ nội dung kiến thức bài học ngày hôm nay. Các bạn ghi đã ghi trong vở rồi thì các bạn học thuộc các kiến thức cho cô và vận dụng vào làm các bài tập, nhớ chưa? Và trình bày cho cô bài tập về nhà là bài toán tế ở trên vào trong vở và cô sẽ gửi qua Zalo nhóm lớp, cô sẽ gửi cho qua và làm bài tập cho cô trên hệ thống OMM.
hoàn thành trước 18 giờ thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023. Được chưa? Và các bạn nghiên cứu trước bài 11 phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Được chưa? Bây giờ cô giáo sẽ thu lại bảng nhóm của các bạn và cô giáo trao quà cho nhóm. Một bạn sẽ ngay. Và đến bài học chúng ta đến đây là cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ lớp và các em, các thầy cô luôn mạnh khỏe. Cảm ơn các thầy cô.